叮真的khó nha. Vâng, hôm nay hai bố con thằng Bác sẽ chơi trò chơi VR các bạn nhá. Bọn chơi VR mini. Siêu bé. Nhưng mà trước khi chơi thì bố sẽ cắt ghép cái bàn này nhá. Con cầm bố. Bố hướng dẫn móc chưa? Trước tiên chúng mình chơi không? Như thế này để bố phá những cái quả trong đây là đã. Bỏ này ra. Tinh. Rồi. Màu nâu nhá. Không phải con ơi, chúng mình sẽ dùng màu trắng bắn vào màu nâu. Đây là. Mất cái rồi. Đây. Để nhìn bố nhá, nhìn bố. Rất là khó nhá. Nào bóc. Tôi mất cái xuống đấy rồi. Một hai. Bắn bằng. Oh yeah. Ping. Wow.